Giá heo hơi hôm nay ngày 3 tháng 12 so với tình hình 24 giờ trước không có biến động gì lớn. Tình hình heo hơi trên thị trường cả nước hôm nay 3 tháng 12. Giá heo hơi hôm nay trên cả nước được ghi nhận không có biến động gì đáng kể. Chỉ có một vài địa phương điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng trên kg heo hơi, còn lại đều đang duy trì mức giá đi ngang so với ngày hôm qua. Giá heo hơi hôm nay, giá heo hơi 3 sạc 11, giá heo hơi cả nước. Thị trường heo hơi miền Bắc 3 sạc 12 liên tục giảm trong thời gian vài ngày gần đây, tình hình heo hơi khu vực phía Bắc liên tục ghi nhận có sự điều chỉnh giảm nhẹ về giá giao dịch trên thị trường. Trong đó, Thái Bình đã giảm 1.000 đồng trên kg, còn diễn ra giao dịch với giá 69.000 đồng trên kg. Hà Nội và Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng trên kg, hiện tại đang có cùng mức giá thu mua heo hơi là 67.000 đồng trên kg. Các tỉnh, thành khác trong hôm nay không có ghi nhận gì về mức điều chỉnh giá heo hơi khu vực miền Bắc đang giao động trong khoảng 66.000 đồng, 69.000 đồng trên kg heo hơi. Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay tiếp đà đi ngang. Thị trường heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên hôm nay vẫn tiếp tục trên đà đi ngang. So với tình hình ngày hôm qua đã không có sự điều chỉnh nào mới về giá cả giao dịch heo hơi. Hiện tại, khu vực này đang được thương lái thu mua trong khoảng 67.000 đồng, 71.000 đồng trên kg heo hơi. Heo hơi tại khu vực miền Nam so với hôm qua không có điều chỉnh. Tình hình 24 giờ qua tại khu vực miền Nam, giá heo hơi ghi nhận đã không có điều chỉnh gì mới. Các tỉnh, thành vẫn đang giao dịch trong khoảng 69.000 đồng, 72.000 đồng trên kg heo hơi. Giá heo hơi hôm nay, giá heo hơi 3 sạc 11, giá heo hơi cả nước. Trong đó, giá thu mua thấp nhất là 69.000 đồng đang diễn ra tại tỉnh Long An. Giá 72.000 đồng cao nhất thuộc về 3 tỉnh gồm Kiên Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tung tâm.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.